Chào các bạn nhé, mình đang sửa một cái quạt điều hòa với cái thương hiệu là Daikyo này, với cái ban là cắm không thấy lên gì cả. Sau khi mình tháo bung nó ra để mình lấy cái bo mạch để mình sửa ấy, thì mình thấy cái mạch này nó đúng là nó thiết cái model này nó thiết kế không ra thể thống gì luôn các bạn ạ. Model của nó đây các bạn nhé, DK1500B này, thì thấy khách cũng bảo mua đến tận tiền 4 triệu, hơn 4 triệu đồng, mà mình tháo ra mình thấy thực sự cái thiết kế của nó là không ổn chút nào cả. Đây là một cái bo mạch phần nguồn của nó này, phần nguồn và phần các con chiếc kích này, thì nó lỗi lỗi trên khối nguồn, mình thấy nó lỗi tụ rồi này. Còn đây là bo điều khiển của nó, thì bo điều khiển của nó là sử dụng hai con IC, là một con MSU, là con lưu giữ phần mềm chạy, chương trình chạy, và một con này là họ là TM, thì con này nó chỉ quản lý các nét hiển thị thôi. Thì có một bạn đang gửi cho mình một cái bo như này để bạn mình sửa cho bạn ấy, không biết là bạn ở Quảng Ninh hay Hải Phòng ấy. Bạn ấy đem đi thợ thì đầu tiên là thấy nó lỗ một con chiếc của phần cấp bơm nước, tức là motor bơm nước, dẫn tới là nó đưa ngược lên, nó đã chết cả con vi xử lý, thế là không sửa được. Thì bạn ấy đang gửi cho mình để mình độ cho, tức là độ cho chỉ có chạy 3 tốc độ bình thường và chạy swing là đảo gió thôi, chứ còn thực ra là bạn ấy không dùng hơi nước nữa. Thì cái ý mình đang muốn nói ở đây là nó thiết kế không ra thể thống gì, chính là ở trên cái chế độ quạt, chế độ hơi nước nhé, chế độ bơm nước nhé. Thông thường ấy, những cái quạt điều hòa hay mình hay gọi là quạt hơi nước này, thì nó có một cái máy bơm, nó có một cái khay nước, và nó có một cái bơm chìm đặt vào trong cái nước đấy, để khi chúng ta ấn bấm bơm nước ấy, thì bắt đầu là vật câu này, là nước nó sẽ bơm nước nó sẽ bơm lên, nó bơm nước lên rồi nó giải qua những cái xốp nhựa để tản gió, tải hơi nước ra, sau đó là hơi nước đấy sẽ được quạt hút và thổi ra đằng trước, để trong cái gió nó sẽ có chứa cả hơi ẩm hơi nước nên nó sẽ mát các bạn nhé. Thì những cái quạt hơi nước mình, những cái quạt điều hòa mình hay sửa ấy, là nó luôn có một cái công tắc để khi mà nước bị cạn là nó sẽ phải ngắt được cái bơm, ngắt được nguồn cho bơm để cho bơm dừng nhá. Nhưng riêng cái con này thì nó lại không có. Chính vì thế mà cái bạn mà sắp gửi cho bo cho mình ấy, nó chết cả vi xử lý là như vậy đấy. Và vì nó không có cái đấy nên nhà sản xuất, các bạn để ý này, họ còn chơi cái trò này nữa này, mình thấy buồn cười kinh khủng rồi. Trên mặt hiển thị ấy, họ in cái chữ này là không sử dụng chế độ cold, tức là chế độ bơm nước khi mà bình hết nước các bạn ạ. Thì thực sự là cái trò này thì quá là buồn cười luôn với cái thiết kế này nhá. Bởi vì người sử dụng thì họ cứ cấp nước đầy vào trong bình, thì họ bắt đầu ví dụ đêm họ chạy chẳng hạn, thì đến lúc hết nước thì làm sao họ biết được đến lúc nào hết nước để họ đến họ tắt. Như vậy là đến đêm mà đang dùng ấy mà nước hết ấy, là bơm nước vẫn được cấp điện, và bơm nước sẽ nóng, bởi vì không ngâm trong nước nữa mà nó sẽ sinh nhiệt. Nó sinh nhiệt và bắt đầu nó sẽ lỗ hỏng chập bơm mà lỗ chiếc và đưa lên là chết vi xử lý các bạn ạ. Quá là thiết kế, quá là ấy nhá. Những cái quạt rẻ tiền mình cũng thấy là nó sẽ có cái thiết kế cảm biến mực nước. Khi nước cạn là bắt đầu nó sẽ ngắt, nó sẽ có cái đèn báo cảnh báo cho chúng ta là hết nước, và là nó sẽ không bơm nước, không cấp nguồn cho bơm nước nữa để bảo vệ an toàn nhá, để không hỏng hóc. Nhưng con này đúng thực sự là thiết kế không tối ưu một chút nào cả. Thôi quay trở lại với cái ban bệnh của nó nhá các bạn nhá. Ban con này thì mình chỉ sửa là lỗi nguồn cấp trước thôi. Thì đây là cái bo mạch của nó này. Nguồn AC vào qua là ở hai cái dây này, nó sẽ đi qua một cái cầu trì, đi qua một cái điện trở cầu trì nữa, nó tới một cái mạch nguồn cấp trước. Thì mạch nguồn cấp trước nó sử dụng một con diode chỉnh lưu ra một cái nguồn, nó dùng hai con diode này các bạn này, một con diode thừa buồn cười vãi, con diode này thừa không sử dụng, đến đây bỏ không này. Thì một cái nguồn AC vào ở đây đi qua cái điện trở cầu trì ấy, nó được chỉnh lưu con diode này, được lọc đầu tiên rồi một con tụ này, con tụ 4,7400V nó đang bị lồi này. Sau đó cái nguồn dương ấy nó lại đi tiếp tục qua một cái cuộn cảm tương đương với là 2 Henry, 2 mili Henry các bạn nhé, con cuộn cảm này. Thì sang bên đây ấy, sau đó được lọc một con tụ nữa, con tụ 4,7mm nữa. Thì từ cái nguồn DC ở đây ấy, nó sẽ đi qua một con IC để mình đọc cho mọi người nhé. Con này có mã là UB2225 các bạn ạ, UB225. Con này một số nồi cơm điện tử nó sử dụng con này. Thì cái con IC này kết hợp với cái quận N này này, nó sẽ hạ áp trực tiếp từ DC 300V ra thành một cái nguồn là 12V. Và đặc biệt là cái nguồn 12V ấy được lọc trên con tụ 25V 4,7mm này nhá. Và cái nguồn này nó có cái đặc biệt ấy là cực dương của nó, đây là cực dương của nó này, nó sẽ nằm trên chính một cái dây AC vào này. Đấy, một cái dây chính là dây AC N thấp này các bạn này, để nó sẽ đưa đến chân T1 của các con chiếc để có nguyên lý này kích trực tiếp mà. Nhưng mà tại sao nó lại tạo ra nguồn 12V? Bởi vì ấy, con này nó có một cái con dơ ne. Con dơ ne này sẽ có tác dụng là nó
đây là hai chân của một con tụ 4,5 mi hay là mấy mi hay 10 mi gì đó. Thì tóm lại là cái con này nó có cái mạch là khi chạy chế độ sleep, chế độ ngủ này các bạn này, là con dương le này sẽ nhả, con dương le này sẽ không đóng. Thì tương đương với là một dây AC cấp cho quạt ấy, cái dây com, cái dây chung ấy cấp cho quạt ấy, là được nối tiếp qua một con tụ này để mục đích là giảm áp để chạy ba tốc độ đấy. Lúc đấy ở chế độ sleep là sẽ chạy chậm, chạy tốc độ chậm thì tương đương với là nó sẽ không tốc độ không lớn ấy, thì nó sẽ không rung và êm hơn các bạn nhé. Tóm lại là với cái chế độ này ấy, thì là bình thường ấy, thì ba số tốc độ sẽ được con dương le này đóng chập con tụ này này, chập con tụ này thì chân com sẽ đi thẳng tới tới động cơ luôn ấy, thì quạt chạy tốc độ mạnh nhất thì mắc của nó, công suất của nó mình thấy ghi là 100W. Thì nếu mà chạy chế độ ngủ ấy, thì có thể nó giảm xuống còn 50W thôi các bạn, các bạn nhé. Nó thiết kế như thế thôi, nhưng mình phải hiểu một chút. Và chúng ta cũng để ý này, nó có rất nhiều chiếc nhé, mình có thể nói cho mọi người các con chiếc này nhé. Ba con chiếc này, trên ba con chiếc cho ba số tốc độ này, nó có cái mã là 2A880. Thì mình hiểu là mắc là 2A và điện áp truyền được là 800V. Thì như vậy nó phải tương đương với là con BT164 nhé các bạn nhé. Nó to trông bé thôi nhưng mà dòng nó lớn. Còn đây thì nó chỉ tương đương với con MAP 97A8 thôi, những cái con nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ. Thì nó có 1, 2, 3, 4 con này nó có tác dụng gì? Thì hai con này ấy, thì nó sẽ có, nó cấp cho hai cái motor khác nhau để motor đảo gió theo chiều lên xuống và trái phải. Tức là con này nó thiết kế là có hai motor đảo gió lên xuống và trái phải nhá, kiểu 3D. Tiếp theo một con motor nữa mà RAM này chính là con motor cấp nguồn cho con motor bơm đấy, mà mình bảo là cái nhược điểm của con này nó không có sensor ngắt khi nước hết đấy. Tiếp theo là có một con chiếc nữa này, chiếc này lại nó lại đi qua một cái quận lọc L này, quận lọc nữa nó mới đi ra đây, nó cấp nguồn cho một cái bộ tạo ion nhá. Cái bộ tạo ion nó sẽ nhỏ hoặc to, nó sẽ như này này. Để điện áp AC vào là 220, điện áp DC ra nó rơi vào khoảng 4,5 kV, nó rất là lớn nhá. Nó đi ra đây để nó đốt cháy oxy trong không khí để tạo thành O3 ozone ấy, để có thể là khử mùi diệt khuẩn các thứ vân vân ấy. Sẽ có dịp mình sẽ làm một cái video mình nói về cái con này, xem nó có đúng thực sự nó có tác dụng hay không. Bởi vì mình thấy quạt hơi nước, quạt điều hòa, rồi kể cả điều hòa thế, nó cũng lợi dụng cái chức năng này nhiều các bạn nhé. Nó nói thì rất là hay, để người dân thấy chức năng hay nên để cho người sử dụng sẽ mua nó. Mà con này thì nó lỗi nguồn và có khả năng là nguồn ra yếu, bởi vì mình đo đấy điện trở cầu trì cái thứ nó không cháy, nó lỗi tụ phòng tụ nên có thể là do cái nguồn DC 300V nó yếu, dẫn tới là cái mạch này nó hoạt động không chuẩn, do đó nguồn ra yếu nên nó không lên được nguồn được. Hoặc cũng có thể là do cái hơi nước này các bạn này, nước nó bám vào này các bạn này, nó bám vào dẫn tới là đây là hai con 205 là nối tiếp nhau, là từ phần nguồn DC 300V ấy, dương ấy, nó nối tiếp qua nó thì mình hiểu ấy, nó sẽ đi tới đây ấy, đi vào cái chân 1 của con DC này, thì hiểu đấy là điện trở mồi nhá. Nó có tụ lọc nguồn nữa này, điện trở mồi cho con DC này, có thể là con điện nó xỉn chân này, có thể là nó đứt các bạn ạ, nó đứt đây là bị hơi nước nó bốc lên này các bạn ạ. Cái mô đen này, cái phần này nó nằm trên cái chỗ phần mà nước kiểu gì mình đoán nó bay vào được, nó chả kín gì cả các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thay hai con tụ này, kiểm tra những cái hang ăn gì và mình sẽ kiểm tra xem con này chết không, bắt đầu mình sẽ sửa nó đấy nhá. Ba này bán dễ mà, mình vừa mới xử lý nó đã ok ra nguồn này các bạn ạ. Thay hai con tụ lọc nguồn này, con này thì mình thay 4,7, con tại chân của IC mình thay một con 10 mi cho nó tốt. Rồi mình kiểm tra con điện trở này nó xỉn nhưng không gì cả, mà là nó lỗi cái quận cảm này, cái quận cảm cấp nguồn cho nó này, mình tháo ra mình thấy nó bị xỉn và nó đứt gãy chân này. Sau đó nó mất cái nguồn DC cho con IC nên IC nó không chạy các bạn ạ. Và đây mình sẽ đo cho mọi người nhé. Cái mạch nguồn này ấy, thì nó hãm bằng dạng búc DC-DC, nó sẽ ra nguồn 12V để cho con dưa le, quận hút con dưa le này. Và từ cái nguồn 12V đấy ấy, nó sẽ đi qua con 7905 nhé. Mình nhắc lại là con 7905 nhé. Nó do cái phương pháp nắp ấy của nó là cái dương của nó là chung thôi. Tóm lại con 7905 ấy, nó sẽ tạo ra một cái GND so với cái dương ấy, nó là 5V, để cái nguồn 5V đấy nó sẽ cấp cho IC trên bề mặt đấy, trên bề mặt hoạt động ấy. Mình sẽ đo cho mọi người nhé. Đây là con tụ lọc nguồn 12V đầu ra từ bộ nguồn này, từ con IC nguồn này. Còn đây là tụ lọc nguồn 5V ra để cho lên cho vỉ mặt đấy các bạn ạ, cho vỉ điều khiển ấy. Mình sẽ đo cho mọi người tham khảo nhé. Mình ghim điện này.
Đây là âm này, mình đo trên con tụ lọc đầu ra nhá. Đây nó có keo hay sao ấy, nên phải dí mạnh. Đấy, nó ra được 12,9 cơ, 13V không tải mà các bạn. Rồi tiếp theo mình đo cái nguồn sau khi qua 7905 ấy. Qua 7905 thì cái chân dương là trung này. Cái chân dương này là chân trung này, còn chân âm ra là chân âm qua 7905 ra này thì ta sẽ thu được là 5V đấy các bạn ạ. Đấy, 5V chuẩn đấy các bạn thấy không? Như vậy là con này chỉ do bị nước hay xỉn gì đấy dẫn tới là bị đứt cái quận lọc, quận L ấy. Bây giờ mình sẽ ghim vào đây và mình sẽ đo thử xem ok không nhá. Ở đấy nó vẫn có tích điện. Trên cái bên này nó chỉ có một cái rắc này là hiển thị cái nhiệt độ trong phòng là một. Và nó có một cái rắc này nữa. Rắc ba chân này để ra cái con mắt IR, mắt nhận điều khiển thôi các bạn ạ. Chứ nó không có cái chân nào lắp cần cảm biến mực nước cả. Do đó mà họ còn chơi cái trò viết cái chữ cảnh báo đây các bạn ạ. Chắc là dính bảo hành nhiều quá nên viết cảnh báo như vậy. Như mình nói đấy, bơm nước mà hết nước cái là cháy motor là chập chết chiếc đấy các bạn ạ. Mình ghim điện nhé để cho chúng ta xem nó hiển thị gì không. On này. Đấy, nó lên số 1 các bạn này. Và nó chạy này, mình tắt điện cho chúng ta nhìn cho rõ nhé. Và nó hiển thị nhiệt độ phòng bây giờ nó là 33 độ ấy các bạn ạ. Tốc độ đây, các tốc độ các bạn này, 2 này, 3 tốc độ đấy của nó nhé. Rồi đây là chế độ sleep này. Đấy, mình thấy dưa le nó đóng các bạn ạ. Tắt này, đấy. Mình bật lại này. Như vậy nó đã ok các bạn, con này nó chỉ hỏng nguồn thôi mà. Cái video của mình sẽ kết thúc đây nhá, bởi vì mình đã xử lý ok rồi. Chào các bạn nhá.